Xin mến chào quý vị khán giả. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Bonsai Cần Thơ. Hôm nay mình đến khu vực là cầu dốc cầu Bình Thủy, bãi kiển của anh Sáu. Ngay dốc cầu cũng rất là dễ tìm với những cây mai để giao lưu. Anh chị cô bác nào mà có ở khu vực Cần Thơ chúng ta đến đây để giao lưu. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Xem và nhớ nhấn đăng ký kênh nha mấy anh ơi. Bonsai Cần Thơ và bấm vào cái chuông luôn. Giao lưu cây kiển cây cảnh. Rồi chào chào anh Hoài. Rồi hôm nay cũng giới thiệu anh em là về 26 cây nha anh em. Rồi. Nhưng mà có 22 cây đào dưới đất nha anh em. Rồi. Là 22 cây này là trước khi anh em chốt là lật lá nha. Rồi. Vì đào dưới đất mình tính giữ bộ lá lại. Đi xếp bao toàn quá. Luôn. Dạ. Chỉ có mấy cây bự là bao 200 km thôi. Rồi. Có 4 cây bự á. Rồi cây này cây số 1 nha anh em. Rồi xoay tròn vòng lên ơi. Chi khá nhiều bà con ơi. Khá mềm luôn nha, dễ chơi nha anh em. Rồi xoay luôn, xoay luôn, xoay luôn. Để có ha. Dạ để có luôn. Rồi đó luôn ơi, số 1. Đó trên này nha anh em. Trên này được 25. Rồi 25 rồi ok. Dạ còn xích dưới này thì nó được là 36 nha anh em. Rồi ok luôn. Cao hết thước dây đi. Chiều cao hết thước dây. Chiều ngang 1m3 nha anh em. Rồi. Rồi cây số 1 đầu tiên là giá 1.500.000 nha anh em. Bao nhiêu anh? 1.500.000. Rồi ship tới nhà ha. Rồi, dạ. Đi. Ship tới nhà. Rồi số 2 á. Dạ. Đây cây số 2 nha anh em. Rồi anh giới thiệu mình thường đi không sao. Dạ. Cây số 2 chi cành cũng đầy đủ nha. Xoay luôn, xoay luôn. Cây này trước thì dễ đi. Rồi mã số 2 anh ơi. Rồi xoay luôn. Có đế anh. Dạ có đế luôn anh ơi. À bên anh Sáu là ship miễn phí bà con ơi. Dạ. Để tàng đầy đủ nha anh em. Đó luôn. Cây này là cây ở dưới đất đào lên nha anh em chốt và nhớ lặt lá nha. Rồi. Được 25. Rồi 25. Chiều cao nơi. Chiều cao là 1m2 nha anh em. Rồi. Tán ngang được 90. Rồi luôn. Rồi cây số 2 có giá 1 triệu đồng chẳng nha anh em. Rồi 1 triệu chẳng đổ luôn ơi. Rồi cây số 3. Số 3. Số 3 có củ có đế chăng nha anh em. Tại vì cây mới vấn về nha. Rồi xoay luôn ơi, xoay luôn. Rồi chi có ha. Dạ chi cà thì có. Đế có luôn. Đế có luôn. Đế chảy đều chăng nha anh em. Rồi cho thông số anh ơi. Được 29 hoàn thân nha anh em. Rồi. Chiều cao. Chiều cao là 1m24. Rồi. Tán ngang gần bầu được 40 nha. Ok. Rồi cây số 3 này có giá là 700.000 nha anh em. Rồi 700 đổi luôn. Rồi cây số 4. Số mấy đây? Cây số 4. Số 4. Cây số 4 bonsai nha anh em, đế đều nha. Rồi bonsai đế đều luôn. Cái này cũng giá không nghĩ cũng dễ chơi nha anh em, quái nha anh em. Rồi đo luôn anh ơi. Rồi hoàn thăng được 18 nha anh em. Rồi 18. Cao là 35. Rồi. Rồi mã số 4 này có giá 500.000 nha anh em. Rồi 500 bà con ơi, đổi luôn 500. Rồi cái là số 5. Số 5. Số 5 gắt quá nha anh em.
Để có ha. Dạ, số 5 màu quái luôn. Chỗ này là cái rễ này nó có xăm chút xíu nha anh em. À, không sao nha. Rồi, có gì cứ nói. Dạ. Cái này mai vàng mình nha anh em. Rồi, mai vàng mà con ơi. Dạ. Rồi, đo luôn anh ơi. Rồi, được 27 quần thăng nha anh em. Rồi, 27 luôn. Cao. Cao 93. Rồi. Rồi, cái số 5 này có giá là 700 ngàn nha anh em. Rồi, 700 đổi bà con ơi. Rồi, cái số... số mấy đây? Số 6. Số 6. Số 6 lùng lực nha anh em. Số 6 lùng lực luôn. Đế cũng quái lắm. Rồi tiến hành đo luôn. Rồi được 27 nha anh em. Rồi 27. Cao được 43. Rồi 43 luôn. Rồi cây số 6. Cây 6 này có giá là 600 ngàn nha anh em. Rồi 600 ngàn đổi bà con ơi. Rồi số 7. Rồi cây số 7. Số 7 này là cái thẹo cắt ngay đây nha anh em. Cây rồi có cắt thẹo nè nha. Ngay tay anh á. Dạ là cắt đây nè. Cái đầu này chưa xử lý nha anh em. Số 7 bà con ơi. Đó, cái đầu này chưa có xử lý nha. Sao? Dạ cũng không sao. Đấy, cũng khỏe mà. Rồi đo luôn anh ơi. Số 7. Cây số 7. Rồi được 40 hoàn thăng nha anh em. Rồi 40 bà con ơi. Cao là 86 nha anh em. Rồi. Rồi có giá là số 7 có giá 700 ngàn luôn. Rồi 700 ngàn luôn. Rồi. 700. Rồi. Cây số 8. Rồi đi lên số 8. Cây số 8. Cây số 8 nó có xù nha anh em. Số 8 có xù luôn. À, xù anh em dòm nè, à, quay nè mấy cục này là ra xù chơi nha, nổ xù chơi nha. Rồi cây chỉ á. À dạ, cục nổ số 8 xù dài rồi, số 8. Nu nu cục cho có xù nha anh em. Rồi tiến hành đo luôn đây. Rồi được 18 nha anh em. Rồi 18 luôn bà con ơi. Chiều cao. Cao là 1m12. Rồi 1m12. Rồi cây số 8 này có giá là 600 ngàn luôn nha anh em. Rồi 600 đổi luôn. Số 8. 9 lên. Rồi số 9. Rồi xây luôn. Cây số 9 nha anh em. Số 9. Cây số 9. Cây số 9. Số 8, 78, 700. 700. 700. Rồi đó luôn anh ơi, đó luôn. Rồi được 22 quần thăng. Rồi ok. Cao luôn. Cao là 108. Rồi. Rồi cây số 9 này có giá là 500 ngàn luôn nha anh em. Rồi cây số 10. Số 10 này cũng già cây chân nha anh em. Số 10 già cây luôn. Rồi được 26 hoàn thăng nha anh em. Rồi 26, chiều cao luôn. Cao là 1 thước 19. Rồi. Rồi mã số 10 cũng giá 500 ngàn luôn nha anh em. Tiếp tục 500. Rồi 500, rồi 11 đó. Rồi 11. Rồi em này là 11 bà con ơi. 11 này là nó nu nu sụ chân nha anh em.
giờ mấy da nè, nó nuôi hết trơn nè, xù hết trơn quá. Dạ nuôi xù hết trơn trơn rồi. Rồi xoay nhẹ nhẹ đi anh ơi. Mã số 11 bà con ơi. Rồi cho đóng số luôn ơi, 11. Rồi được 26. Rồi 26. Chiều cao. Chiều cao là 1m3 nha anh em. Rồi ok. Tán ngang không? Tán ngang luôn. Rồi tán ngang được 87. Rồi 87. Rồi cây số 11. 11 giá là 600 ngàn nha anh em. Rồi ok, 11 600. Rồi đổi luôn. Rồi 12 là một cây quái nha anh em. Rồi 12 cây quái. Đây luôn đây. Cái này gãy quái nha anh em. Cái này quái. Quái gắt quái luôn. Rồi thông số anh ơi. Trên mình gãy trên này nha anh em. Được 21 nha. Rồi 21 luôn. Gãy sớm cao là nhiều. 35. Rồi 35. À, cái cọng gãy bự của nó cũng bự lắm nha anh em. Cho cái gãy bự luôn. Gãy bự nó được 16 nha anh em. Rồi 16. Rồi cây số 10 12 này có giá 2.2 nha anh em. 2.2. Rồi đổi. Đi phải đi. Rồi cái 13. Rồi 13. Mười ba một gắt quá nha anh em. Mã số 13 bà con ơi. Mã số 13. Rồi đo luôn anh. Rồi được 19 nha anh em. Rồi 19 luôn. Chiều cao. Chiều cao là được 80. Được. 80. Rồi giá 10, giá số 13 có giá là 400 ngàn luôn nha. Rồi 14. Bốn người quái thú nha anh em. Đúng rồi, đúng rồi. Thú đẹp lắm. Cái này thú đẹp nha anh em. Đang cũng bị kéo với cơ nè. Rồi. Rồi. Rồi rồi ok. Rồi ok, đo luôn anh ơi. Số mấy à? Này 14 thú nha anh em, muốn xù ghế cho nha. Rồi được 24 và thăng nha anh em. Rồi 24 luôn. Cao 48. Cao 48. Rồi. Số mấy anh ơi? Số 14. Này chị dạy được 40 nha anh em. Rồi cây này giá 1.2 luôn. Rồi 1.2 đổi luôn bà con ơi. Rồi tiếp theo. 15. Lâm đế á, đều nha. Đế đều luôn. Bục thủ thủ chân nhanh nha, thắng nó sườn chân nhanh nha. Mã số mấy anh ơi? 15. Mã số 15. Đế đều luôn. Đế đẹp luôn nha anh em. Có luôn ha. Dạ, đế đẹp luôn. Giá ông nghỉ dễ chơi rồi con ơi. Phí ship lên ơi. Ship bao toàn quốc luôn đây. Rồi bao luôn. Chỉ có mấy cây bự là bao 200 km à. Rồi hoàn thắng được 32. Rồi 32. Cao 1m19. Rồi. Rồi mã số 10 15 này có giá 1.700.000 luôn nha anh em. 7 luôn bà con ơi, đổi luôn. 16. Rồi tiếp theo.
16 này bộ đế là khỏi chơi luôn nha anh em. Số 16 mà con ơi. Đế ngồi nó cũ cũ chân nha anh em. Để đặt chân nha anh em, ngắt chân nha. Để cứ ngắt quái luôn. Lỡ rồi, lỡ rồi. Đặt tay xuống. Rồi, đo luôn anh ơi, mã số mấy đây? Mình là mã 16. Rồi 27 nha. Rồi 27 luôn. Chiều cao 44. Rồi 44. Mình cũ bự nha anh em. Mình cũ nó có nó là được một thước 19 nha anh em. Rồi mã 19. Rồi mã số 16 này có giá 2.500.000 luôn. Rồi 2.500.000 ship cho anh ơi. Ship bao toàn quốc luôn. Rồi 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 đổi luôn. Rồi tiếp theo. Mã 17. 17. Bảy gắt dạ nha anh em. 2.500.000. Mã số 17 rồi con ơi. Quá trời dạ cây anh. Dạ dạ cây. Dạ cây. Và cây nó ở đây nó có một cái mặt hẹo nha anh em. Cái này có một mặt hẹo. Đâu có gì đâu. Đó, mặt hẹo gì nè. Nó chặt cái lỗ nha bà con. Dạ mấy cái này bị hơi lỗi nha anh em. Ok. Chỉnh đậu cũng vậy nha anh em. Dạ chỉnh đậu cũng bị nha anh em. Lành đó rồi. Đây cái đây nè. Đấy, còn rễ chỗ này nha nha. Mà cây này trước khi cũng ấy cũng tước lá cho anh em nha. Tước lá luôn. Dạ, rất cũng mềm mềm dễ chơi. Rồi, thông số luôn ơi, mã số 17. 17. Rồi được 32 quần thao. Rồi, 32. Cao là 1m02. 1m02 rồi. Tán ngang được 99. Rồi. Rồi mã số 17 này có giá 1.500.000 luôn. Rồi 1.500.000 đổi luôn bà con ơi. Rồi đổi. Tiếp theo. Rồi mã 18. Anh. Dạ 18. Mã số 18 bà con ơi. Số 18. Là mã số 18 nha anh em. Đế đều luôn. Rồi, đế đều luôn. Rồi, đó luôn anh ơi, đó luôn. Rồi được 30 nha anh em. Rồi, 30. Cao là 1m2. Rồi. Tán ngang là 80. Rồi rồi. Rồi mã số 18 này có giá 1.000.000 nha anh em. Rồi ok. Rồi tiếp theo. Là 19. Là 19. Này lực luôn nha anh em. Đế giữ giữ nha. Dạ. Thấy còn lực không bà con? Rồi, nhưng mà giá mềm mềm không nha anh em? Giá mềm luôn. Rồi, đo luôn đây. Rồi được 33 nha. 33 rồi. Cao là 1m2 như 4. Rồi ok. Rồi, mã số 19 này cũng giá 1.000.000 chẳng luôn. Rồi, rõ luôn. Rồi 20. Tiếp theo 20.
20 cho cái rễ này nó có bị hư nha nè. Mã số 20 bà con ơi. Trên đầu đọt này nó cũng thấy nha, nó có thẹo này nha, mà tại vì chủ nhà là trước ta cưa rồi giờ cũng đang bò nha nè. Cây sống cũng bình thường nha. Cái rễ này nè, rễ này anh em không xài thì cắt bỏ nha anh em. Không sao. Số mấy anh ơi? Cây mã này mã số 20. Rồi em đo là chùm nguyên cái bộ nhánh ở dưới này nha anh em. Thôi thì đo vị trí nha. Rồi 1.42. Rồi 42. Cao là 1 thước. Rồi 1 mét. Rồi mã số 20 này cũng giá 1 triệu đồng chẳng luôn. Rồi 1 triệu đó đỡ luôn. Rồi 21. Rồi 21. Nha anh em. Cây này cũng già cũng cực kỳ lắm nha anh em. À, cũng có mấy thẹo này nha anh em. Chỉ mấy đầu thẹo này cho anh em nha. Rồi. Chưa có xử lý tại mới vấn về không có xử lý. Rồi, đo luôn anh ơi. Rồi được 34 nha anh em. Rồi 34 luôn. Cao 80. Cao 80. Rồi mã số 21 này cũng giá 1 triệu đồng luôn. Rồi 1 triệu đổi luôn. Hai em hai là khúc cành cao nha anh em. Rồi. Một con thú nha. Đó, thú rất đẹp nha, đuôi đè giò đẹp nha, thú nha. Đá cao hả? Dạ, không cao. Là mấy mét đi? Cái này chắc em đổ chắc cả 2 mét mấy quá anh ơi. Cái thước mình mét giữ rồi nè. Nó giữ rồi nè, trên đó chắc cũng còn 6 mét tắc cho cỡ 2 mét 2 đi. Rồi 2 mét 2. Quanh thân này nó được 37 nha anh em. Rồi 37 bà con ơi. Đó này nguyên con thú luôn nè, là rồi, con 37. Cái này số 20. Số 22 nha anh em. Dạ. Rồi giá 2 triệu rưỡi luôn, mèo luôn. 2 triệu rưỡi luôn bà con ơi. Giá mềm cho anh em dễ chơi luôn. Rồi xoay luôn ơi, xoay luôn. Đổi luôn anh ơi. Rồi. Rồi tới cây cũng đây. 22. Rồi còn 4 cây này. Cây này là cây xưa mã số 23 nha anh em. Cái này. Mã số 23. Cái này là dảo nha anh em, từ 5 cánh cho tới 9 cánh nha anh em. Dảo ghê luôn. Là cây này anh em xài cái kêu cái tàn nha anh em. Rồi, cây khá lớn bà con. Dạ cây khá lớn. Cây này xếp là chỉ 200 km thôi. 200 km. Dạ. Cây này thì tiễn đi thì để lá đồ cành đồ cho anh em rồi luôn. Tại vì cây này nó đã thận trong cái bồn này nó lâu rồi. Rồi chiều cao khoảng nhiêu anh? Chiều cao cây này nó khoảng 2m7 anh. Rồi. 2m7 gần 3 thước luôn à. Chiều cao 2m7. Dạ. Chi đồ cá lớn mà con ơi. Dạ tán ngang này nó cũng khoảng cỡ 2m rưỡi anh ơi. Dạ. Này thì nó được 51 nha anh em. Rồi 51. 51 mình tính 50 đây. Rồi 50 đây. Dạ. Cái này khá cành cao nha. Đẹp luôn. Rồi ok. Rồi giá 10 triệu, luôn. Giá 10 triệu luôn. Rồi 10 triệu. Dạ là cây cây số 23, số 24 lên đây. Rồi 200 km đâu? À 200 km. Rồi 24 nằm đâu? 24 nằm đây. Đây. Rồi cứ giới thiệu đi lộn anh. Dạ, ơi. 24 này, cái này cũng dảo luôn, 24 là có xù nha anh em. Có xù. Đấy, mà có rễ này hơi hư nè. Rễ này hơi lũa nha. Dạ. Cái này dảo cũng bông tới 9 cánh luôn, từ 5 cánh ra tới 9 cánh rồi, luôn. Mã số 24 là dảo anh. Dạ, cây này cũng là thần chậu lâu rồi nha anh em. Dảo luôn bà con ơi. Dạ. Cây này chuyển anh em là chuyển nguyên chậu luôn nha. Rồi. Chuyển xe tải luôn. 200 cây hết đâu anh? Dạ, 200 cây luôn. 200 cây số bà con ơi. Dạ. Cây này cái tàn nó chiều cao cũng khoảng cỡ cỡ 2m rưỡi ăn lên đó anh em ơi. Rồi tiến hành thông số luôn. Chiều ngang này nó cũng khoảng cỡ 1m9 anh em ơi. Rồi.
Rồi vành nó được là 38 nha anh em. Rồi 38 luôn. Rồi cây này cũng giá 10 triệu luôn. Tiếp tục là 10 triệu 200 cây số anh. Dạ dạ 200 cây số. Rồi 24 tới 25. Rồi 25 là một cây số. Cái số này cũng trước khi anh em chốt thì cũng tước lá cho khỏe cây nha. Rồi. Đi giao vô. Mã số 25 bà con ơi. Dạ. 25 cây số này nó đế thì nó cũng đều lắm nha anh em. Tàn nó chi tàn đều nè. Nhưng mà có đặc điểm cái là nhánh đồ với thân rồi nó nu cục cục chơi nha anh em. Đó, là xù trong này là xù hết chơi nha anh em. Nguyên cái giờ xù à. Giờ xù nguyên cái củ từ cái nhánh này nè. Rồi. Dở xuống gốc này là xù hết chơi luôn. Đó. Đây, từ đây nè. Đi mấy anh. Dạ. Từ đây trở xuống đây là xù chơi nè. Rồi, nhánh số này cũng là xù. Mã số 25 giờ mấy anh. Dạ mấy cái nhánh này làm nguyên nó xù ra nhánh chơi nha anh em. Rồi. Cây này nó quái nó kỳ vậy. Đó, xù nè. Có xù luôn. Dạ, nếu ra xù là xù hết trơn dấp mía rồi luôn nè. Rồi, dở lên dùm đi. Dạ, xù dấp mía rồi luôn hết trơn nè. Xù dòng, dấp mía luôn. Dạ, dòng qua hết trơn. Xù toàn bộ luôn, đế đều luôn nha anh em, đế giữ luôn. Xù hết trơn nha anh em, đẹp nha anh em. Mã số 25, rồi dạ. Đo luôn anh ơi. Cái này nó xù nha. Rồi, dành lên. Rồi đo chỗ này nha anh em. Rồi. Đó, lại vậy ghế chỗ này nè. Đầu hoành nó được 27 rồi nha anh em. 47 nha anh em. Okay. Dạ. 47. Cái hoành đế nó là nhiêu đây? Nè, cỡ 2m1 nha anh em. Rồi, hoành đế 2m1. Dạ. Okay. Rồi cây số 25 này cái giá là 32 triệu luôn nha anh em. 32 triệu. Rồi, đó xếp rồi đó. Rồi tới 26 không? Dạ 26 là mã cuối. Mã cuối. 26 là cây tàn này luôn. Đế khủng nha anh em. Đế khủng, còn anh cứ giới thiệu đi, loại mai gì á? Cây này cũng mai 5 cánh mà nó khít vàng vàng dữ lắm vàng. Ok. Dạ. Vàng đế dữ lắm nha bà con. Dạ, cây này là khủng vàng đế luôn. Rồi. Quái thú luôn nha. Rồi. Cái gói thú rất đẹp luôn mà. Đi đâu bao sao đâu, bao ship sao? Cũng 200 km luôn anh. Rồi 200 luôn, rồi dở luôn. Cây này là xù da me cho nguyên cái dàn rễ này nha anh em. Đấy không, đấy là khủng cho luôn nè. Đấy bự bự luôn nè. Cây này coi gì anh em, cây nhỏ nhưng mà kiếm hiếm nha anh em. Mã số 25 nha bà con. Dạ, mã số 25 là mã cuối. 26 chứ quên. 26. 26 nha anh em. Mà đế này nè là 48 giờ hết trơn, toàn bầu bầu luôn nha anh em, giữ lắm bộ đế nha. Đẹp luôn nha. Rồi, đó đi anh ơi, mã số 26. Đây là được 32 nha anh em. Rồi, 32. Hoành đế là 300 nha anh em. Rồi, hoành đế 300. Dạ. Mã số 26 này giao luôn nhiêu, cao nhiêu? Dạ, cao này cao khoảng 2m rưỡi. Cao 2m rưỡi. Tán ngang khoảng cỡ cũng cỡ 1m8, 2m đó nha anh em. Rồi luôn. Rồi cũng giá 32 triệu luôn. Rồi 32 triệu. Dạ. Rồi chào bà con. Rồi chào bà con nha. Cuối rồi con cũng mong bà con ủng hộ nha. Cảm ơn vừa bà con vừa qua rất nhiều. Rồi xin tạm biệt bà con. Rồi tạm biệt mấy anh ơi, giờ hẹn gặp lại luôn. Cảm ơn mấy anh rất là nhiều xem và ủng hộ kênh và chúng ta giao lưu những cây mai tàn nha mấy anh. Rồi khu vực Bình Thủy á, chỗ bãi của anh Sáu. Rồi tạm biệt, hẹn lại luôn bà con ơi.